lạc Việt là đây. Hội vui xin hát câu này, trống răng ca mở tung bay giữa trời. Con này bà con ơi, bước ra đây tôi hô giản vậy, chẳng giấu gì. Chú Tể là tôi. Chuyện xóm làng xin kể cùng vui, hòa có được tiếng cười. Tiếng cười bắt mẻ với bà con ạ. Không phải thôi. Này này Tể ơi. Sao? Thế mùa dối nước hôm nay có những trò gì nữa nhỉ? À, mùa dối nước hôm nay có nhiều trò lắm nhé. Nào là múa lân, múa rồng, đi bơi đi mật. Nào là múa lân đánh quá tuyết mâm, rồi múa tuyết cùng lắm đi tuyết mâm. Ôi, nhiều trò quá. Các trò này vui nhộn lắm thầy. Xin mời bà con hãy nổ một tràng pháo tay để cho các trò ra sàn biểu diễn nào. Các bạn nhạc công ơi. Sao? Cho tiếng xin phổ nhạc để tiếng khuyến có hát vào buồn trò nào. Chuyển cho kiểu nhau đi. Ai sẽ phong lên trước? Tớ để tớ. Nào, 2, 3. Ui, tớ. Nào, 2.
bởi vời mưa tốt, nóng chân có đầy, hội làng mừng vui. Xin mời bà con đi xem múa lân biển nha. Chúc cái đào cần là tay tôi liền nhiều cái này.
nhử này, nhử thế bà con ạ. Cái tên Hòa cũng nhảy ra chẳng chờ đâm lấy mồi nó chẳng chịu nhà cái mồi ra sầm mái cho tôi bỏ ngay vào giỏ thế bà con ạ. Hôm nay bà con ơi, nghe tóm cái bên mồi để tôi câu cái hết nha. Đây trẻ được bà con ơi, đổi một con này, hai con, ba, bốn, năm, bảy, chín, mười con. Đêm qua trận mưa rào hôm nay ra nhiều thế bà con nhé. Ui còn kia là con nữa này. Anh cho hai bé, anh mẹ con ra hết cả đôi. Oh,
vợ chồng tôi ấy là tính nghề ấp vịt. Ấp vịt. Khi trứng nở thì một lò chặt. Khi lúc ăn no ấy là tôi lại vịt nó vào lòng. Tôi nhầm, vít tao vào chuồng. Bây giờ lâu ấy là cắt cử nhau trong nghề ngỗng là phải trong chuồng cái loài đẹp. Thế bà cho là thế bà nó đâu rồi? Con đang rồi đây. Ui giời, bà phải ra mà trong chuồng cái đàn vịt đi chứ. Đại ông. Ông ấy là ông phải canh chừng đàn vịt cho nó cẩn thận. Cái áo cám nó sao, nó bắt hết vịt của mình nếu mà. Thôi được rồi, bây giờ bà lại đằng kia cây trường đàn vịt. Để tôi lại đằng này tôi lùa vịt về. Kẻo ăn cáo nó bắt vịt nhà mình bà nhá. Thôi cũng tối rồi, ta lùa làm gì về với bà ơi. Về rồi.